Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, lên chùa lễ Phật hay vãn cảnh chùa vào các ngày lễ đã trở thành một tập tục đẹp, một nhu cầu của đời sống văn hóa tâm linh và luôn được duy trì trong mỗi gia đình người Việt. Lên chùa lễ Phật là để tĩnh tâm, giúp chúng ta gác lại những u buồn sầu não của cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Và đặc biệt là nơi cửa thiền còn đem lại cho mỗi người những giây phút thanh thản, hướng chúng ta tới cái thiện, cái chân, cái mỹ của cuộc sống đời thường. Cuộc sống muôn màu muôn sắc nhưng cũng rất đỗi mến thương. Nẻo dương trần, nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ lên ni chùa, hôm nay chúng con thành tâm đội lễ lên ni chùa, thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật nề, tâm trí nhẹ nhàng phóng thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ bình an. Quỳ dưới Phật ni đàn, ôi linh thiêng phút giây bình yên. Quỳ dưới Phật ni đàn, chuông mõ vang ngân, kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp, Phật pháp dạng ngời soi. Sống ở trên ni đời luôn tu tâm tích nhân, người ơi sống ở trên ni đời nhớ lời Phật dặn, từ bi bác ái thì xá chân thành, cho phúc nguy đức sinh sôi, cho cuộc đời mãi 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 yên nghỉ vui. Trong tâm đó ai có lòng thành, Phật ni độ chứng minh tâm đức Phật ni, Phật ở, Phật ở trong thì tâm. Xóa hết ni lỗi lầm mì, tâm ta sáng trong thiền nhân, xóa hết ni lỗi lầm
không làm ác gian, chăm lo công đức, chung sức xây đời cho hạnh phúc ấm no. Phật trong đời, Phật chiếu, Phật chiếu muôn nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa quý lược vị, quý mến thay những người con giang đôi cánh rộng cứu đời lầm than, nhọc nhằn chẳng quản gian nan, khuyên người tỏ nẻo nguyện an trở về. Với nhiệm vụ cao cả là sứ giả của Như Lai hoằng dương chứng pháp, lợi lạc quần sinh, thực hiện đúng tinh thần của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phục đạo yêu nước với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trong giây phút quan trọng này, trước chư tôn đức chứng minh và sự hiện diện của các cấp chính quyền, quý vị đại biểu và nhân dân Phật tử thập phương, ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh ni sư Thích Đàm Thu, chủ trì chùa Nguyên Hòa tiến lên lễ đài có đôi lời phát biểu. Con xin trân trọng kính mời người ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chân chư tôn hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni, kính thưa quý quan chức đại diện chính quyền các cấp ban ngành đoàn thể, kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể Việt Nam cũng như các Phật tử gần xa thân mến, kính thưa quý hiệp vị, hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, tại chùa Nguyên Hòa, thôn Phượng Nông, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trong phong cảnh trang nghiêm thắm tình đạo hiệu của buổi lễ khánh thành, toàn thể chùa Nguyên Hòa chúng con vô cùng phấn khởi hân hoan được vinh dự đón tiếp chư tôn đức, chư vị đại biểu lãnh đạo chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân Phật tử trong và ngoài xã Việt Xuân. Này đầu tiên chúng con kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni phát thể thanh an, chư vị khách quý và toàn thể đồng bào Phật tử gần xa được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc. Chùa Nguyên Hòa là một ngôi chùa Phật tử linh thiêng có từ lâu đời, người dân nơi đây hiền hòa thân thiện, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, làng xã văn minh. Trải qua bao nắng mưa và sự thăng trầm, biến thiên lịch sử nên các hạng mục công trình chùa đã bị xuống cấp trầm trọng. Được sự nhất trí đồng thuận của các cấp chính quyền và giáo hội, thầy trò chúng con đã vận động nhân dân Phật tử trong và ngoài xã Việt Xuân ủng hộ tịnh tài tịnh vật xây dựng chùa Nguyên Hòa. Chùa được khởi công xây dựng từ năm 2020, hơn 2 năm thi công, gian khổ không bàn, khó khăn trọng nề công trình xây dựng. Chùa Nguyên Hòa đã hoàn thiện. Trong sự hân hoan của thầy trò chính quyền, nhân dân Phật tử trong và ngoài xã Việt Xuân, từng viên gạch kết nối từng viên gạch, từng niềm tin kết nối từng niềm tin, chùa được như ngày hôm nay là trước là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sau là nhờ sự động viên của các cấp giáo hội, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và bà con nhân dân Phật tử gần xa luôn luôn ủng hộ với tất cả tấm lòng kính tín hộ trì Phật pháp. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, trong niềm vui này chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin được thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã luôn luôn động viên ủng hộ cho thầy trò chúng con cùng nhân dân làm nên việc lớn này. Sự hiện diện của quý ngài trong buổi lễ hôm nay là niềm khích lệ động viên cho chúng con cùng nhân dân Phật tử gần xa trên con đường phụng sự và hộ trì Phật pháp. Kính chúc quý ngài pháp thể tinh an, tuệ năng trường giáo, Phật sự viên thành. Xin cảm ơn các lãnh đạo,
đảng, chính quyền, tỉnh, huyện, xã, Việt Xuân. Cảm ơn chú Việt cùng toàn thể anh em Việt thờ thôn quê hương Quảng Nông. Đặc biệt nhà chùa xin cảm ơn tới các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các đại thí chủ, bà con nhân dân Phật tử trong và ngoài xã. Nguyện cầu người phương chư Phật thủy từ giá hộ cho chư Việt thị thân dân thường an lạc, gia đạo bình an. Nam mô Nam Hỷ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chứng minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, trang sử Phật cũng là trang sử Việt, bao thăng trầm suy thịnh cũng có nhau, phục vị tha nhân bằng trí tuệ nhiệm màu, nhịp sống quê hương cũng là hồn của đạo. Với tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam và phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, hơn 2.000 năm qua, Phật giáo luôn đồng hành cùng lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam và luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thời giờ này, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền tiến lên lễ đài có đôi lời phát biểu. Xin đạo tràng cho mừng tràng pháo tay thật nồng nhiệt để kính mời ông. Kính thưa các đồng chí, đại diện cho Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa các vị đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, các huyện thành trong tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa các đồng chí thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương của xã Việt Xuân. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng quý Phật tử. Kính thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương, hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày tháng tư lịch sử, hôm nay tôi cùng với các đồng chí trong đoàn của huyện Vĩnh Tường rất vui mừng phấn khởi về dự buổi lễ khánh thành chùa Nguyên Hòa Sức Chùa Cầu, xã Việt Xuân. Lời đầu tiên, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường, các ban ngành đoàn thể của huyện, tôi xin gửi lời chào, lời kính mừng nhiệt liệt nhất đến các vị đại biểu, khách quý, các Phật tử Việt Nam, tín nữ, toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Kính mừng buổi lễ hôm nay được thành công viên mãn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Vĩnh Tường là vùng đất cổ, thuộc giải đồng bằng bồi tụ của sông Hồng. Từ thuở bình minh khai điền lập quốc, Vĩnh Tường là mảnh đất lành, được cha ông ta chọn là nơi sinh cơ lập nghiệp. Giống như bao miền quê khác trên mảnh đất Trung Du đồng bằng Bắc Bộ, từ hàng ngàn năm nay, Phật giáo và những tư tưởng của Phật giáo luôn có vị trí quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân huyện Vĩnh Tường. Bởi thế, những hình ảnh về những ngôi chùa cổ kính thâm nghiêm, hình ảnh cây đa giếng nước bên bến đình đã vốn đã trở thành biểu tượng thiêng liêng luôn in đậm trong tâm trí của mỗi chúng ta. Nằm ở phía bắc của huyện Vĩnh Tường, Việt Xuân là một trong những địa phương rất coi trọng đến công tác bảo tồn các di sản văn hóa của cha ông để lại. Bởi thế, ở đây vẫn còn lưu giữ bảo tồn được khá nhiều các công trình kiến trúc độc đáo, cổ vật có giá trị về nghệ thuật và niên đại, trong đó có ngôi cổ tự Nguyên Hòa, cùng di tích đình đền chùa Việt Xuân vân vân, và những di tích khác là những minh chứng cho cái sự cố gắng đó. Dựa vào những tài liệu thành văn còn lưu giữ được, có thể khẳng định ngôi cổ tự Nguyên Hòa được khởi dựng từ lâu đời do những biến thiên của lịch sử và sự tác động của thời gian và khí hậu. Các hạng mục của ngôi chùa cổ được bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của nhân dân và du khách thập phương.
Tuy nhiên, sức sống của văn hóa tâm linh thật là mãnh liệt, tựa như mạch ngầm văn hóa mãi mãi chảy cùng thời gian và không bao giờ vơi cạn trong tâm thức của các thế hệ người dân Việt Xuân nói riêng và người dân trong vùng nói chung, để góp phần tôn thêm cảnh sắc thanh nhã, trang nghiêm, tôn kính của chốn cửa thiền. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Việt Xuân cùng với lại du khách thập phương và các nhà hảo tâm đã dốc tâm lực, trí lực, tài lực, vật lực, ngày công để trùng tu ngôi cổ tự của phố Yên Hòa với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Sau một thời gian khẩn trương thi công, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành hữu quan trong tỉnh Vĩnh Phúc, của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, đến nay hiện hữu trước chúng ta công trình chùa Nguyên Hòa rất bề thế, to đẹp, trang nghiêm và đầy đủ các hạng mục như tòa tam bảo, tam quan, nhà mẫu, nhà tổ, sân vườn, cây xanh và các công trình phụ trợ. Tất cả các công trình của chùa Nguyên Hòa được hòa quyện với nhau tạo thành một trình thể thống nhất, nước nam hài hòa, cân đối, càng tôn thêm cảnh sắc thanh nhã, tôn nghiêm trầm mặc của chốn cửa thiền. Có thể nói rằng trong các ngôi chùa của huyện Vĩnh Tường thì ngôi chùa Nguyên Hòa là một ngôi chùa cũng gặp rất nhiều khó khăn trong các vấn đề như là nhân dân hiến đất, mở rộng chùa để từ đó hoàn thành các thủ tục về đất đai. Hai nữa là về xây dựng cũng được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, cho nên tất cả mọi cái về quy trình, về thủ tục, về lập hồ sơ đều được phê duyệt một cách đúng quy định. Tôi có thể khẳng định rằng ngôi chùa Nguyên Hòa này là một ngôi chùa về kiến trúc rất là đẹp, về thủ tục hồ sơ pháp lý cũng rất chặt chẽ và có thể đánh giá rất là cao. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, tôi xin được biểu dương và chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Xuân cũng như Phật tử ở chùa Nguyên Hòa đã cố gắng để có được công trình như hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương, công trình chùa Nguyên Hòa được hoàn thành đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu tôn giáo của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Đây là một niềm vui, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Việt Xuân nói riêng, huyện Vĩnh Tường nói chung trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích. Nhân dịp này, thay mặt huyện Vĩnh Tường, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, hữu quan của tỉnh Vĩnh Phúc, các tập thể cá nhân, những người con của quê hương xã Việt Xuân và quý khách thập phương đã quan tâm giúp đỡ và hướng tâm công đức xây dựng ngôi chùa này để tiếp tục bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn nói chung và di tích chùa Nguyên Hòa nói riêng. Tôi đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Xuân cần làm tốt một số nội dung chủ yếu sau đây. Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa lịch sử cũng như công tác trùng tu tôn tạo phục hồi di tích chùa Nguyên Hòa để nhân dân được biết, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của di tích, đồng thời hoàn thiện nốt các hạng mục của chùa theo lộ trình. Và thứ hai, có thể nói rằng trên địa bàn xã Việt Xuân còn cụm di tích đình, đền, chùa và cũng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục có những sự quan tâm nhiều hơn nữa để ngôi chùa, ngôi đình, chùa, cụm di tích lịch sử Việt Xuân sớm được hoàn thành về các thủ tục pháp lý cũng như việc xây dựng để tôn thêm các giá trị di tích của chúng ta. Hay là chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận chùa Nguyên Hòa là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trong thời gian tới, xứng với danh xưng chùa cổ tự hàng cổng cao đẹp nước tiếng gần xa một thời. Ba là có kế hoạch cụ thể để gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của chùa Nguyên Hòa, giữ gìn, phát huy tốt các công trình, các hạng mục của ngôi chùa để thu hút du khách thập phương đến tham quan và chiêm bái. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương, với tất cả niềm tin, niềm vui, niềm tự hào, các vị đại biểu khách quý, đông đảo nhân dân và du khách thập phương có mặt trong buổi lễ hôm nay có thể thấy một ngôi cổ tự với diện mạo mới thật khang trang, kỳ thế,
là tâm nguyện bấy lâu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã thành hiện thực. Đây thực sự là một công trình văn hóa tâm linh, vừa bề thế uy nghi, vừa thân nghiêm và nhẹ nhàng thanh thoát, trầm mặc mang đậm dáng dấp của kiến trúc chùa Phương Đông truyền thống, góp phần tôn cảnh sắc của xã Việt Xuân nói riêng, của huyện Vĩnh Tường nói chung thêm huy hoàng và thanh tịnh. Một lần nữa, thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi xin được kính chúc toàn thể các vị đại biểu khách quý, nhân dân và du khách thập phương sức khỏe dồi dào, an lạc, thành công, viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Đường Hoàng Dương Đạo Pháp, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân trên chư tôn hiền đức đã không quản ngại đường xá xa xôi chống kích quang lâm về chứng minh cho buổi lễ được thập phần viên mãn. Kính chúc quý ngài các thể thường niên chúng sinh dị độ. Chúng tôi xin chân thành tri ân đến các cấp chính quyền đã đáp lời mời của ban tổ chức về tham dự. Sự hiện diện của quý vị đã thể hiện tinh thần đoàn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Chân thành cảm ơn đến toàn thể quý Phật tử, lời tán dương công đức. Kính chúc quý vị bình an mạnh khỏe, các tường như ý. Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, mặc dù ban tổ chức đang rất cố gắng, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sơ suất trong việc công minh chư tôn hiền đức và đón tiếp phục vụ quý vị. Ngưỡng mong chư tôn hiền đức và toàn thể đạo tràng nhiệt tình hoan nghênh. Sau buổi lễ, ban tổ chức chúng con kính thỉnh chư tôn hiền đức dự lễ trang nghi và toàn thể đạo tràng dùng bữa chay thắm tình đạo vị. Thắm bạch trên chư tôn hiền đức, kính thưa quý vị, niềm vui tiếp nối niềm vui. Tất cả những lời phát biểu của chư tôn hiền đức, các cấp chính quyền vừa rồi là để đón chờ giây phút quan trọng của buổi lễ hôm nay, đó là giây phút cắt băng khánh thành chùa Nguyên Hòa. Giờ này chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Vượng, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vĩnh Yên, Thượng tọa Thích Sang Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Hoàng Pháp tỉnh Vĩnh Phúc, Đại Đức Thích Nguyên Cao, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Tường. Và con xin cung thỉnh tại Thượng tọa Thích Nguyên Đạo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc, Đại Đức Thích Kinh Trường, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vĩnh Yên. Và kính mời bà Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường, ông Hồng Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Việt Xuân, ông Vũ Văn Đích, đại diện Hội người cao tuổi thôn Phượng Lâu, cùng tiến về chính điện Tam Bảo để cắt băng khánh thành. Xin mời ban công minh, cung rước quý ngài và quý quan khách cùng tiến về chính điện Tam Bảo để cắt băng khánh thành. Xin toàn thể đạo tràng giơ cao những tràng pháo tay thật dài thật to để chúc mừng cho giây phút quan trọng này ạ.
đồng thiêu năm tháng, ban phúc che chở cho nhân dân Phật tử. Con xin cung thỉnh trên toàn bộ đại đức tăng ni chứng minh cùng tiến vào phía trong tam bảo để dâng hương cúng dường lên thượng phương chư Phật ạ. Vâng, con xin cung thỉnh trên thượng tọa đại đức tăng ni và cùng quý vị quan khách cùng dâng hương tạch Phật và sau đó niệm hồi hướng. Kính đại trên chư tôn đức chứng minh kính thưa quý hiệp vị, buổi lễ hôm nay đã kết thúc ở thời gian và không gian, nhưng không kết thúc ở lòng người. Tuy diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, song lắng đọng ấn tượng khó phai nhòa trong tâm thức mỗi người con Phật. Giờ đây đại lễ khánh thành chùa Nguyên Hòa đã diễn ra thập phần viên mãn. Xin mời ban công minh cung tiễn chư tôn thủ đức hồi quy phương trường. Xin mời toàn thể đạo tràng cùng đứng dậy đức tăng niệm Phật ạ. Ban tổ chức chúng con xin kính thỉnh chư tôn thủ đức dự lễ trang nghiêm ở phía đầu đường và toàn thể đạo tràng dùng bữa ca cơm chay thân mật thắm tình đạo vị quý quan khách chính quyền các cấp ăn ở nhà khách hoàn thiện tay phải chính điện tam bảo và Phật tử nhân gian đều sân nhà mẫu và sân nhà ông nhân hay ạ. Xong đây rồi, đây xong hết rồi, cái này cái cảnh là xong. Đẹp à? Bên bên trong đẹp không? Ở đâu? Ba tám mười sáu Thank you.